Cướp! Anh ơi, máy của anh này. Cảm ơn anh. May quá, trong này toàn dữ liệu quan trọng của tôi. Anh mới chuyển đến khu này à? Vâng, tôi vừa chuyển đến xong. Thế thì là hàng xóm của nhau rồi. Cho tôi cảm ơn anh bằng bữa cà phê đi. Thôi anh ơi, hàng xóm tắt lửa tối đèn với nhau. Anh khách sáo làm gì? Anh cứ cho tôi 5 lít là được. 5 lít? Tiền gì hả anh? Thế tiền tôi vừa giúp anh đấy. Bây giờ cái gì chả phải tính công. Vâng, cảm ơn anh. Thế nhá, có gì gọi tôi. Cảm ơn anh. Chị ơi, chị ơi, chị có sao không? Chị ơi. Alo, cho xin một xe cứu thương đến 92 Đào Tấn nhá. Vâng ạ. Hôm nay mẹ con tôi mới đến đây để cảm ơn chú được. Thú thực là hôm đấy mà không có chú ấy, thì không biết bây giờ nó sẽ ra sao nữa. Không có gì đâu chị. Thôi đúng là phải cảm ơn anh Ngọc đấy. Mà tôi chả hiểu là mẹ tôi đêm hôm rồi còn đi ra đường làm cái gì nữa. Cũng may là hôm đấy có anh cứu. Chứ mà anh mà không cứu hôm đấy thì đúng thật là bây giờ tôi mồ côi mẹ rồi. Đấy, thì trên cái quan điểm tinh thần là thế này. Làm cái gì thì nó cũng phải có công. Đấy mà anh đã cứu mạng mẹ tôi rồi thì mọi thứ nó cũng phải quy ra bằng giá trị tinh thần, giá trị vật chất. Đấy, thì hôm nay tôi sang đây có 5 triệu này, gửi lại công của anh. Coi như là công anh cứu mạng mẹ tôi. Anh nhận giúp tôi. Anh cất tiền đi. 5 triệu đủ mua một mạng người à? Ý anh là anh cần hơn đúng không ạ? Anh cần bao nhiêu thì anh cứ nói, thẳng thừng ra cho anh em dễ sống. Thời buổi này, ngoài đường, ngoài chợ, tôm, cua, thịt, cá, vật giá đều leo thang. Nhưng với tôi, thứ đắt giá nhất vẫn là tình người. Tôi có thể bán đi mọi thứ, nhưng không bao giờ bán đi lòng tốt của mình.